Xin chào, mình là Vân Vân. Bây giờ đang là 8 giờ tối và mình đang đi taxi để đến sân bay. Chuyến bay của mình sẽ bắt đầu vào lúc 00:45, nhưng mình cần đến sớm để gặp mọi người và làm quen với thủ tục ở sân bay. Vì tình hình dịch bệnh ở Hà Nội còn rất phức tạp nên mọi người cần đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận khi đến những nơi đông người như sân bay. Ở sân bay hôm nay có hai anh người nhịn siêu đỉnh này các bạn. Hello, mình đang ở sân ga số 2526, mình sẽ chuẩn bị bay chuyến bay này. Các bạn nhìn hình đấy, sân ga số 25. Ok. Và đây là khoang cảnh sân bay lúc 10 giờ tối. Đây là chị Phượng. Chắc tầm 10 phút nữa bọn mình sẽ chuẩn bị lên máy bay. Bây giờ bọn mình sẽ đi uống một chút nước nữa khác. Đi một đoạn bọn mình thấy khu vui chơi dành cho trẻ em. Hello. Vậy là mình và chị Lily vào chơi luôn. Bây giờ đã là 12 rưỡi rồi, các bạn hãy cùng mình lên máy bay và đi thôi. Mình bay máy bay của Qatar, nhìn chung thì bên trong rất sang trọng này và mọi thứ đều rất là mới nữa. Đây là lần đầu tiên mình được đi máy bay ra nước ngoài, nhưng mà vừa lên máy bay cái là mình đã cực kỳ buồn ngủ rồi. Trước khi đi ngủ mình cần phải ăn cái đã, và thật may là bọn mình đã có một chiếc sandwich ở đây. Đây là đồ ăn của máy bay Qatar đã chuẩn bị sẵn nha. Mình nghĩ nó là bánh mì của châu Âu, bởi bên trong nó có chết mứt này và một cái gia vị gì đó mặn mặn nữa. Thực sự thì mình vẫn cảm thấy chưa quen được cái vị này. Sau 3 tiếng ngủ lăn lóc trên máy bay thì mình đã dậy mở phim No Time To Die. Vừa xem phim và vừa ăn nốt cái sandwich vừa nãy. À, ở máy bay của hãng Qatar có một cái rất đặc biệt nha. Đó là các bạn có thể xem được lịch trình bay của mình trên ngay cái màn hình ở đây. Đây chính là tất cả các thông tin về máy bay và chuyến bay của mình. Và đây là bản đồ 3D mô phỏng cái đường bay của máy bay đó. Và các bạn có thể thoải mái xem, thoải mái di chuyển tìm cái điểm đến và điểm đi của mình. Bây giờ đang là 5 giờ sáng của giờ Qatar nha. Và bọn mình lại ăn một bữa nữa. Bữa này giống như bữa chính của một ngày luôn, rất là đầy đủ. Có bánh sừng bò, bánh mì, trứng này và rất là nhiều loại hoa quả nữa. Cái bánh kem lần này thì mình thấy nó ngon hơn so với cái bánh vừa rồi mình ăn ấy. Nhưng mà nhìn chung vẫn không ngon được bằng bún bò ấy đâu mọi người. Hello, bây mình đang có cảnh ở sân bay Doha của Qatar. Và còn tận 3-4 tiếng nữa mình là chuyến bay tiếp theo để sang Copenhagen. Đây chính là ở sân bay 5 sao Doha. Rất là xịn luôn. Bây giờ mình cần phải đi tìm sạc vì máy điện thoại của mình chỉ còn 5% pin. Mà đang không biết cái cần sạc ở đâu. Ok, chúng ta cùng đi tìm nha. May mắn là khi xuống sân bay Qatar thì bọn mình có gặp được rất là nhiều bạn người Việt. Trong đó có hai bạn đi cùng nhóm bọn mình, và bọn mình bây giờ đang đi tham quan sân bay và chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Và bây giờ là chặng cuối rồi, mình sẽ lên máy bay và đi thẳng đến Copenhagen. Bữa thứ ba của mình trên máy bay lần này đấy là món trứng chưng nấu với rau ngải cứu này, và có cả dồi sụn nữa. Món trứng chưng ăn rất ngon, nhưng mà dồi sụn thì hơi mặn một chút. Chắc do khẩu vị của mọi người bên này thì họ hay ăn mặn. Anh chị nhân viên ở trên máy bay thì cực kỳ thân thiện nha. Có một anh người Ấn Độ ra hỏi chuyện mình khá là lâu về điểm đến và điểm đi của mình. Còn tận 4 tiếng nữa mới đến Copenhagen nên mình đã mở bộ phim Biệt đội cảm tử để xem. Còn bây giờ bọn mình cùng ngắm nhìn bầu trời trong suốt 8 tiếng bay của mình trên chuyến bay lần này nha. Bye.
Và bây giờ máy bay cũng đã chuẩn bị hạ cánh rồi. Bọn mình cần chuẩn bị cho việc bắt tàu để đến Athens. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé. How do you feel? Rất đau, em chỉ cảm thấy rất đau, em không cảm thấy gì khác ngoài đấy. Very hurt. Tâm mông. Yeah.